Bạn nha, hiện tại bây giờ thì trong cái API NetJS của mình ấy, cái CD API ấy, thì mình đang còn áp dụng cho hai bài. Một là bài app React Native là bài này, hai là cái bài phần ghép phần giao diện này. Thì hiện tại bây giờ là mình đang thấy là gì ở cái phần sản phẩm của mình ấy. Các bạn thấy là cái phần sản phẩm của mình nó đang cần phải sâu thêm cả category mà cái API của mình là ghép sản phẩm nó đang không có cái category nhá. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần relationship cho category cho cái thằng product này. Thì như trước đấy ở cái video trước đấy thì mình có làm cái phần relationship rồi, nhưng mà hình như là ở cái list này thì mình chưa sâu thì phải. Rồi ở cái phần đây mình check lại thằng entity này, order category, đây mình đã làm category với product rồi. Đấy, thì bây giờ mình chỉ việc update lại câu query thôi. Các bạn vào cái phần cho mình là cái phần front end này, product này. Đây. Get list này thì ở đây các bạn đây các bạn quick tiếp cho mình. Đấy. Đây. Category true. Đấy. Thì nó sẽ lấy cả cái thông tin của category cho các bạn. Đây mình sẽ thử này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ có được cái category này. Đấy, ok. Đấy, ở video này thì mình sẽ chỉ dừng lại thế thôi. Còn ở cái show, ví dụ như cái show này thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ có được cả category rồi đúng không? Ví dụ như là mình sẽ lấy 4 này. Đây. Đấy, cái chi tiết thì mình đã show rồi, ở danh sách mình chưa show thôi.